Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trích một chương trong cái bộ sách Hành trình 90 ngày chinh phục bài thi phổ thông trung học quốc gia môn tiếng Anh. Phần này của chúng tôi so với những cái mà anh chị đang học, nó có cách tiếp cận tương đối là khác. Là vì chúng tôi không chủ yếu là dịch sang tiếng Anh từng từ, mà chúng tôi chỉ cho các anh chị phương pháp nhận biết những cái lỗi, rồi nhìn những câu là biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai trong bài thi tiếng Anh của phần thi phổ thông trung học quốc gia một cách nhanh nhất và đúng với tiến độ thời gian của bài thi đưa ra. Hôm nay chúng tôi xin trích một chương trong cái bộ sách Hành trình 90 ngày đó. Ok, hy vọng là sẽ giúp được cho anh chị tương đối là có cái kiến thức vững chắc và tự tin để làm bài. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Phần đầu tiên chúng tôi sẽ trình bày một cái cụm gồm có 5 tip, tức là 5 mẹo, từ mẹo số 1 đến mẹo số 5 về câu đơn trong tiếng Anh. Và đây là một trong những cái mẹo là cơ bản nhất để anh chị nhận ra lỗi cũng như biết câu nào đúng, câu nào sai một cách nhanh nhất. Thông thường thì khi anh chị tiếp cận cuốn sách hành trình, bộ sách hành trình 90 ngày để chinh phục bài thi phổ thông trung học quốc gia của chúng tôi, thì lúc anh chị làm bài thi đại học thì anh chị tiếp cận cái một câu trong bài thi đại học đó độ khoảng 40 giây. Độ khoảng 40 giây là anh chị sẽ làm xong câu đó. Và những câu nào mà anh chị làm được là câu đó anh chị biết mình chắc chắn đúng, để mình dành thời gian còn lại làm bài đọc hiểu. Vì bài thi phổ thông trung học quốc gia môn tiếng Anh của chúng ta có 3 bài đọc hiểu. Vậy thì mình cứ chia trung bình ra 3 bài đọc hiểu đó, thì chúng ta sẽ làm mỗi một bài đọc hiểu là 10 phút. 10 phút. Như vậy là đã mất hết 30 phút, tức là nửa thời gian của bài thi rồi. Vậy thì còn lại 30 câu. Bởi vì 3 bài đọc hiểu có là 20 câu, còn lại 30 câu đó là chúng ta cứ độ khoảng chừng là 1 phút là một câu, 1 phút là một câu. Ok, nhưng mà chúng tôi là cố gắng là 40 giây một câu thôi, để còn thời gian còn kiểm tra lại. Ok, và chúng ta thử xem nhé. Nào, phần tip số 1 của chúng tôi đó là hãy chắc rằng một câu trong tiếng Anh là có một chủ ngữ và một động từ. Các bạn biết rằng một câu trong tiếng Anh là có một chủ ngữ và một động từ. Những cái vấn đề phổ biến nhất mà bạn gặp phải trong phần thi cấu trúc của bài thi, đó là những vấn đề với chủ ngữ và động từ. Tức là nói sao? Các anh chị sẽ phải tìm chủ ngữ và động từ trước để xác định. Có lẽ một câu sẽ thiếu, hoặc là thiếu chủ ngữ, hoặc là thiếu động từ, hoặc thiếu cả hai chủ ngữ và động từ. Hoặc là câu đó sẽ dư một chủ ngữ hoặc dư một động từ. Vậy tới đây mình có thể kết luận từ cái lý thuyết tôi vừa đưa ra là một câu trong tiếng Anh chỉ có một chủ ngữ và một động từ. Ok, một chủ ngữ, một động từ. Vậy thì dư cũng sai, thiếu cũng sai. Ok, bây giờ chúng ta thử đi cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, anh chị nhìn thấy nào, chỗ trống, rồi tới was backup for miser on the freeway. Câu A, yesterday. Câu B, in the morning. Câu C, traffic. Và câu D là cars. Trong ví dụ này, các bạn lưu ý ngay rằng có một động từ was, nhưng nó không có chủ ngữ. Và câu trả lời C là câu trả lời tốt nhất, bởi vì nó là chủ ngữ số ít hòa hợp với động từ số ít was. Câu A, yesterday, và câu B là in the morning, cả hai đều là trạng từ chỉ thời gian, cho nên không thể làm chủ ngữ. Mặc dù câu D là cars có thể làm chủ ngữ, nhưng không hòa hợp được với động từ số ít was, cho nên chúng ta không chọn câu C, câu D. Vậy thì cái ví dụ này chúng ta sẽ chọn câu C là câu trả lời tốt nhất. Chúng ta sẽ thử đi ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của chúng ta có là engineers, rồi tới chỗ trống, tới
for work on the newspaper program. For work on the newspaper program. Vậy thì câu A người ta nói necessary. Câu B mình có là are needed. C mình có là hopefully. Và D là next month. Trong ví dụ này, bạn lưu ý ngay rằng câu này đã có chủ ngữ engineers và nó không có động từ. Câu bò are needed là động từ đang hòa hợp với chủ ngữ số nhiều engineers, cho nên nó là câu trả lời tốt nhất. Câu A là một tính từ, cho nên chúng ta không thể chọn để làm động từ để gắn vào chỗ trống đó. Câu C là một trạng từ và câu D cũng là trạng từ, cho nên cả câu A, câu C và câu D đều không được lựa chọn cho cái ví dụ số 2. Được không ạ? Chúng ta thử qua ví dụ số 3 xem sao. Now, the boy, tới chỗ trống, going to the movie with a friend. Câu A, người ta cho mình là he is. Câu B, he always was. C, is relaxing. And D, will be. Câu này có một chủ ngữ là the boy. Và có một phần của động từ thôi là going. Để cho câu này đúng thì ta cần một dạng nào đó của động từ to be để gắn vào đó, để nó kết hợp với going để tạo thành một động từ hoàn chỉnh. Vậy thì câu A, he is không đúng là vì nó dư chủ ngữ. Vì theo lý thuyết của chúng ta là dư cũng sai mà thiếu cũng sai, nên câu A sai. Câu B cũng vậy, cũng dư chủ ngữ he. Và câu C thì nó lại tạo thêm một cái verb in không cần thiết nữa. Đúng không? Vì vậy, câu D, will be là câu trả lời tốt nhất. Được không ạ? Cái bảng sau đây, nó sẽ phát thảo những điều cần nhớ về tip số 1, đó là chủ ngữ và động từ. Một câu trong tiếng Anh thì phải có ít nhất một chủ ngữ và một động từ. Mình nhớ chừng đó thôi. Được không ạ? Vậy thì đến cái phần bài tập của tip số 1, đó là anh chị hãy gạch dưới chủ ngữ một gạch, gạch dưới động từ hai gạch, rồi xác định câu đó đúng hay sai. Đúng thì anh chị ghi C, tức là correct, và sai thì anh chị ghi E, tức là incorrect. Now, number one, last week, when gạch dưới hai gạch là vì nó là động từ rồi ha. When fishing for trout at the nearby mountain lake. Last week là trạng từ rồi, vậy thì câu số 1 chắc chắn sai là vì missing subject, thiếu chủ ngữ rồi. Thiếu chủ ngữ. Câu số 2, a schedule là chủ ngữ, of the day's event, chỗ đó cụm giới từ. Can be obtained, động từ, vậy thì một câu đó đã đầy đủ subject và verb rồi, cho nên câu số 2 đã chắc chắn đúng. Mà anh chị không cần phải chuyển ngữ sang tiếng Việt. Mình làm theo phương pháp như vậy nó sẽ nhanh hơn. Và cái phần lý thuyết này của tôi nó có 60 cái tip như vậy để giúp cho mình hòa phối hợp nhịp nhàng trong cái bài thi. Tất nhiên là anh chị phải có phần luyện tập. Ok. Now, question 3. A job là chủ ngữ này. Số ít nhé. On the day shift or the night shift. On the day shift or the night shift là cụm giới từ này. At the plant, cũng cụm giới từ này. Available là tính từ. Vậy thì câu này sai là vì nó missing verb. Đúng không? Chỉ mới có chủ ngữ mà chưa có động từ. Và động từ ở đây nhất định phải là động từ to be, là vì available là tính từ. Cho nên chỗ đó sau cái a job on the day shift or the night shift at the plant is available. Ok? Vậy thì câu số 3 sai. Incorrect. Now question 4. The new computer program là chủ ngữ, cho nên mình gạch dưới một gạch. Has provided, động từ gạch dưới hai gạch, nhưng nó vẫn chưa đúng. Là bởi vì sau has thì động từ ở sau nhất định phải ở past participle. Luôn luôn như vậy. Nhưng ở đây nó đang chia ngôi thứ ba số ít, tức là chỗ đó lập thêm một động từ nữa là thành hai động từ, cho nên nó sai. Và anh chị sẽ sửa câu số 4 thành provided thì sẽ đúng. Tôi không quan tâm nghĩa của nó ha. Nào, mình cố gắng hiểu thôi. Rồi sau rồi đó, anh chị mà muốn, ví dụ anh chị không biết chữ provide thì anh chị sẽ bắt đầu tra từ điển và anh chị cung cấp vô trong cái phần từ vựng của mình. Đó là đó là cung cấp. Chứ tôi không làm cái công việc trước tiên là cái chương trình điện toán mới này đã cung cấp nhiều cái ứng dụng hữu ích. Làm như vậy rồi thì nó còn gì nữa đâu. Đúng không? Khi anh chị không có chúng tôi là anh chị sẽ không làm được. Ok. Now, number 5.
The box là chủ ngữ, cho nên gạch dưới một gạch. Can be open là động từ, gạch dưới hai gạch. Only with a special screwdriver. Chỗ đó không còn động từ nữa mà cũng không phải chủ ngữ nữa. Vậy thì câu số 5 đã đáp ứng được nhu cầu là một chủ ngữ, một động từ. Vậy thì câu số 5 đúng. Ok, chúng ta đi qua câu số 6 nhé. Câu số 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Anh chị thấy là the assigned text là chủ ngữ, cho nên gạch dưới một gạch. For history class là cùng giới từ. It là chủ ngữ, gạch dưới một gạch. Contains, động từ, gạch dưới hai gạch. Vậy thì câu số 6 chúng ta thấy là có hai chủ ngữ, một động từ, cho nên chắc chắn nó sai. Và chúng ta sẽ bỏ chữ it đi thì câu đó nó mới đúng được. Ok. Now question 7. The paper là chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều, cho nên gạch dưới một gạch. In the waste basket, đó là cụm giới từ. Should be empty là động từ. Into the trash can outside. Trash can outside thì can lúc đó là danh từ ha. Và nó có nghĩa là cái lon. Vậy thì câu số 7 đúng là vì nó đã đáp ứng được một chủ ngữ và một động từ. Number 8, departure là chủ ngữ, gạch dưới một gạch. Before dawn on the boat, before dawn, chỗ đó là cụm giới từ. On the boat, cụm giới từ. In the middle, cụm giới từ. Of Apple, cụm giới từ. Vậy thì câu số 8 sai là vì đang thiếu động từ. Missing verb, missing verb. Now question 9. Yesterday là trạng từ. Found, động từ. An interesting article on pollution. Vậy thì câu số 9 sai là vì nó missing subject, thiếu chủ ngữ. And number 10, the new machine là chủ ngữ, gạch dưới một gạch. Its processes, động từ, gạch dưới hai gạch. Nhưng câu số 10 sai là vì sau động từ to be, sau động từ to be is, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó là một là verb in, hai là verb ed. Chứ còn processes lại chi ngôi thứ ba sẽ ít, cho nên dư động từ. Cho nên câu số 10 đã sai. Và mình sẽ chuyển nó thành là is processed. Is processed. Ok. Và nó sẽ ed thì nó sẽ đúng. Ok. Chúng ta đi qua tiếp số 2. Tiêu đề của tiếp số 2 đó là hãy cẩn thận với tân ngữ của giới từ. Hãy cẩn thận với tân ngữ của giới từ. Một tân ngữ của giới từ chính là một danh từ hoặc một đại từ mà nó đứng sau một giới từ, như là in, at, up, to, by, behind, on và vân vân. Tức là nói một cái giới từ còn một danh từ hoặc là một đại từ, thì cái danh từ và đại từ đó gọi là tân ngữ của giới từ. Đúng không? Để tạo thành một cụm giới từ này. Vậy thì nó là một tân ngữ của giới từ chính là một danh từ hoặc một đại từ mà nó đứng sau một giới từ, như in, at, up, to, by, behind, or on and so on, để tạo thành một cụm giới từ. Và lưu ý tới đây là chúng ta khi nào mà thấy nó có một cụm giới từ là mình đóng mở ngoặc cái cụm đó. Đó là quy ước của chúng tôi để giúp cho anh chị dễ nhận ra và phân biệt câu rất rõ ràng. Vậy thì từ đây trở sắp lên là chúng ta cứ thấy có cụm giới từ là chúng ta đóng mở ngoặc nhé. Cái ví dụ nó như thế này. After his exam, Tom will take a trip by boat. Thì mình thấy after his exam anh chị đóng mở ngoặc, đằng sau có by boat đóng mở ngoặc. Anh chị thấy không ạ? Vậy thì câu này có hai tân ngữ của giới từ, đó là exam là tân ngữ của giới từ after và boat là tân ngữ của giới từ by. Tới đó được không ạ? Vậy thì người ta mới nói tiếp là một tân ngữ của giới từ thì có thể tạo ra sự lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi, là bởi vì nó có thể bị nhầm lẫn là chủ ngữ của một câu. Nói lại nào, một tân ngữ của giới từ có thể tạo ra sự lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi là vì mình nhầm lẫn nó là chủ ngữ của một câu. Ví dụ như thế này. With his friend, đến chỗ trống, found the movie theater. Câu A, has. Câu B, he. Câu C, later. Và câu D là when. Vậy thì tôi vừa quy định với anh chị rằng là mình gặp cụm giới từ là mình phải đóng mở ngoặc. Vậy thì with his friend mình đóng mở ngoặc.
đến chỗ trống và đến động từ vào. Vậy chỗ trống nó đang cần một chủ ngữ. Nếu chúng ta không đóng mở ngoặc chỗ đó thì chúng ta nhầm tưởng là his friend là chủ ngữ cho động từ vào, thì chỗ đó chúng ta sẽ chọn từ sau. Được không ạ? Vậy thì trong câu này, trước tiên bạn nên tìm chủ ngữ và động từ trước. Bạn lưu ý rằng là mình đã có động từ vào và câu này chưa có chủ ngữ, là vì with his friend chúng ta đã đóng mở ngoặc. Bạn đừng nghĩ rằng friend là chủ ngữ của câu, vì friend trong trường hợp này đã là tân ngữ của cái giới từ with. Và một danh từ thì không thể vừa làm tân ngữ vừa làm chủ ngữ của một câu. Đúng không? Đúng không? Yes. Bởi vì câu này cần một chủ ngữ cho động từ phao, nên câu bò, he là câu trả lời tốt nhất. Câu A, has, câu C, later và câu D, when không phải là danh từ, cho nên nó không được làm chủ ngữ. Cho nên chúng ta không chọn câu A, C và D. Đó anh chị thấy không? Được. Chúng ta không cần dịch, chúng ta vẫn có thể làm được những cái này. Dạ? Và cái bảng sau đây nó sẽ phát thảo những thông tin chính mà anh chị nên ghi nhớ về tân ngữ của giới từ. Cái bảng về tân ngữ của giới từ nói như thế này. Một tân ngữ của giới từ theo sau một danh từ hoặc một đại từ thì được gọi là tân ngữ của giới từ. Một giới từ theo sau bằng một danh từ hoặc một đại từ thì gọi là tân ngữ của giới từ. Nếu một từ đã là tân ngữ của giới từ rồi thì không được làm chủ ngữ. Nó không phải làm chủ ngữ. Được không ạ? Và bài tập số 2 của chúng ta yêu cầu như thế này. Mỗi một câu sau đây chứa đựng một hoặc nhiều cụm giới từ. Hãy gạch dưới chủ ngữ một gạch, gạch dưới động từ hai gạch. Đóng mở ngoặc cụm giới từ đứng trước động từ, rồi xác định câu đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ghi C và nếu sai thì ghi Y. Ok? Now, question 1. The interviews là chủ ngữ, cho nên gạch dưới một gạch. By radio broadcaster, đóng mở ngoặc vì nó cùng giới từ. Were carried, động từ. Vậy thì câu số 1 có đúng. Number 2. In the last possible moment, chỗ đó cùng giới từ, đóng mở ngoặc. Before take off, cũng đóng mở ngoặc. Took là động từ. Vậy thì câu này sai, tại vì nó missing subject, chưa có chủ ngữ. Number 3. At the neighborhood flower shop, chỗ đó cùng giới từ. Flowers, chủ ngữ, gạch dưới một gạch. In quantities, cùng giới từ, đóng mở ngoặc. Of a dozen or half a dozen, cùng giới từ, đóng mở ngoặc. Can be delivered, động từ. Vậy thì câu này đã đầy đủ subject verb, cho nên câu số 3 đã đúng. Number 4. The progressive reading methods là chủ ngữ, gạch dưới một gạch. At this school, đóng mở ngoặc vì nó là cụm giới từ. Are given, động từ. Credit for improved test score. Vậy thì câu này đã đầy đủ một subject, một verb. Và câu số 4 đúng. Number 5. For the last 3 years, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. At various hospital, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. In the country, đóng mở ngoặc, vì nó là cụm giới từ. Has been practicing, động từ. Vậy thì câu này sai là vì nó missing subject, chưa có chủ ngữ. Câu số 6. In the past, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. A career, chủ ngữ, gạch dưới một gạch. In politics, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. Was not considered, động từ. Vậy thì câu này đã có một chủ ngữ, một động từ, cho nên câu số 6 là đúng. Question 7. Shopping, chủ ngữ, gạch dưới một gạch. In the downtown area, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. Of the city, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. It, chủ ngữ, gạch dưới một gạch. Has improved, động từ, gạch dưới hai gạch. Vậy thì câu này nó sai là vì nó có hai chủ ngữ nhưng chỉ có một động từ. Cho nên chúng ta sẽ lược bỏ chủ ngữ it đi thì câu này sẽ đúng. Now, question A. At the building site, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. The carpenters, chủ ngữ, gạch dưới một gạch. With the most experience, cụm giới từ, đóng mở ngoặc. Were given, động từ. Vậy thì câu này nó đã có một chủ ngữ, một động từ, cho nên câu số 8 đúng. Câu số 9 nào. Question 9.
For the fever and headache cùng với từ đóng mở ngoặc took là động từ. Vậy thì câu này sai là vì nó thiếu chủ ngữ, missing subject. Câu số 10, the report, chủ ngữ, gạch dưới một gạch, with the complete documentation, cùng với từ đóng mở ngoặc, was delivered, động từ, gạch dưới hai gạch. Vậy thì câu này đúng là vì nó đã có một chủ ngữ và một động từ. Right? Now, chúng ta đi qua tiếp số 3. Hãy cẩn thận với ngữ đồng vị. Hãy cẩn thận với ngữ đồng vị. Ngữ đồng vị có thể gây ra sự lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi, là vì ngữ đồng vị có thể bị nhầm lẫn là chủ ngữ của một câu. Vậy lý thuyết tôi đưa ra tới đây có nghĩa là ngữ đồng vị có thể bị nhầm lẫn là chủ ngữ của một câu, tức là khi có ngữ đồng vị thì ngữ đồng vị không được làm chủ ngữ đó. Ok, lại tiếp tục. Một định nghĩa ngữ đồng vị nè. Một ngữ đồng vị chính là một danh từ mà nó đứng trước hoặc đứng sau một danh từ khác và nó có cùng nghĩa với danh từ đó thì gọi là ngữ đồng vị. Lấy ví dụ nè, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Trước khi đi cái ví dụ này thì tôi đưa một cái ví dụ tiếng Việt để anh chị coi rõ nè. Nguyễn Du phải một nhà văn nổi tiếng, phải viết truyện Kiều. Vậy thì Nguyễn Du là chủ ngữ, viết là động từ. Câu đó đầy đủ subject verb. Một nhà văn nổi tiếng thì nhà văn nó đồng nghĩa với Nguyễn Du, cho nên một nhà văn nổi tiếng là ngữ đồng vị cho cái danh từ Nguyễn Du. Được không? Vậy thì cũng tương tự như vậy. Sally phải nè, the best student in the class phải nè, got an A on the exam. Trong ví dụ này, Sally là chủ ngữ của câu và the best student in the class là ngữ đồng vị vì nó đồng nghĩa với Sally. Và vì nó có hai dấu phẩy đi kèm nữa. Vậy thì trong câu này, Sally và the best student in the class là nói về cùng một người thôi. Lưu ý rằng, nếu bạn lược bỏ cụm ngữ đồng vị đi, thì câu này vẫn có nghĩa. Sally got an A on the exam. Được chưa ạ? Và sau đây là ví dụ chỉ ra làm thế nào mà một ngữ đồng vị có thể nhầm lẫn là chủ ngữ của một câu trong phần thi cấu trúc của bài thi. Ok? Ví dụ số 1, chỗ trống đến dấu phẩy, đến George, đến dấu phẩy, đến is attending the lecture. Câu A, người ta cho right now. Câu B, happily. Câu C, because of the time. Và câu D là my friend. Tới đó được không? Vậy thì thuyết minh cho chỗ này thì bạn sẽ thấy trong ví dụ này bạn sẽ nhận ra được hai dấu phẩy ở hai bên từ George. Vì vậy George không thể là chủ ngữ của câu. Đúng không? Không thể nào mà có cái chuyện là chủ ngữ và động từ cách nhau bằng dấu phẩy. Cho nên George không thể là chủ ngữ của câu. Và George lúc đó chỉ là ngữ đồng vị thôi. Câu này cần một chủ ngữ mà nó đồng nghĩa với từ George, cho nên câu D là câu trả lời tốt nhất, đó là my friend. Câu A là một trạng từ, câu B là một trạng từ, câu C là một cụm trạng từ, nên cả A, B và C đều không được lựa chọn. Được không ạ? Chúng ta vừa rồi là ngữ đồng vị đứng đằng sau, bây giờ chúng ta thử một ví dụ khác về ngữ đồng vị đứng trước, đó là chỗ trống đến dấu phẩy, rồi đến Sarah rarely misses her basketball shots. Vậy thì câu A, an excellent basket player. Câu B, an excellent basket player is. Câu C, Sarah is an excellent basket player. Và câu D là her excellent basket play. Vậy thì trong ví dụ này, bạn thấy rằng Sarah là chủ ngữ và Mrs. là động từ. Và không có dấu phẩy tách chủ ngữ và động từ ra. Cho nên Sarah chắc chắn chủ ngữ và Mrs. là động từ. Chỗ trống cần điền ở phía trước là một ngữ đồng vị đồng nghĩa với Sarah. Cho nên câu A là câu trả lời tốt nhất. Vì Sarah is an excellent basket player. Ok? Và câu B, câu C, câu D không đồng nghĩa với Sarah nên không phù hợp.
Được không ạ? Bây giờ chúng ta đi qua phần bảng ghi nhớ để anh chị nắm vắn tắt. Đó là bảng sau đây sẽ phát tạo thông tin quan trọng mà bạn cần nhớ về ngữ đồng vị. Ngữ đồng vị chính là một danh từ đứng trước hoặc đứng sau một danh từ khác được tách ra với danh từ còn lại bằng dấu phẩy. Nếu một từ đã là ngữ đồng vị thì nó không được làm chủ ngữ. Nhớ nha, nếu một từ đã là ngữ đồng vị thì nó không được làm chủ ngữ. Và sau đây là hai cấu trúc ngữ đồng vị có thể xuất hiện trong bài thi cấu trúc của bài thi, trong phần thi cấu trúc của bài thi. Thứ nhất, cấu trúc thứ nhất đó là chủ ngữ, dấu phẩy, ngữ đồng vị và động từ. Ví dụ, Tom phải, a really good mechanic phải, is fixing the car. Và công thức thứ hai, ngữ đồng vị phải, chủ ngữ và động từ. Và ví dụ sẽ là a really good mechanic. Rồi, tiếp theo, Tom is fixing the car. Tom is fixing the car. Ok? Được không ạ? À? Vừa rồi là ngữ đồng vị rồi nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua phần bài tập của ngữ đồng vị. Bài tập của ngữ đồng vị, người ta mới nói như thế này. Mỗi một câu sau đây sẽ chứa đựng một ngữ đồng vị. Hãy gạch dưới chủ ngữ một gạch, gạch dưới động từ hai gạch, đóng khung ngữ đồng vị, rồi xác định câu đó đúng hay sai. Đúng thì ghi C và sai thì ghi Y. Number one, the son of the previous owner, ngữ đồng vị bổ nghĩa trước. The new owner là chủ ngữ. Is undertaking động từ. Some fairly broad changes in management policy. Vậy thì câu số 1 đúng là vì the son of the previous owner, đã nó lại nói cho cái the new owner. Chúng ta đi câu số 2 nhé. Câu số 2. Last semester là trạng từ. Tới dấu phẩy, a friend, rồi dấu phẩy tiếp. Graduated chắc chắn là động từ. Vậy thì a friend không thể là chủ ngữ của graduated vì nó nằm ở giữa hai dấu phẩy. Vậy thì câu số 2 đó sai là vì nó missing subject. Missing subject. Được không ạ? Now number 3. Valentine's Day phải February the 14th phải is a special holiday for sweethearts. Vậy thì chắc chắn Valentine's Day là chủ ngữ của is a special holiday for sweethearts. Và February the 14th chính là ngữ đồng vị của Valentine's Day. Vậy thì câu số 3 là đúng. Ok. Now, number 4. At long last, đóng mở ngoặc cùng giới từ. The chief executive officer nằm giữa hai dấu phẩy, cho nên bắt buộc phải đóng mở ngoặc. Has decided, động từ. Vậy thì câu này sai là vì nó missing subject, thiếu một chủ ngữ mà nó đồng nghĩa với the chief executive officer. Chúng ta có thể thêm là trước là John, vân vân. Number 5. Tonight's supper là chủ ngữ, gạch dưới một gạch. Left over from last night. À, chỗ đó là ngữ đồng vị cho cái supper đó. Did not taste. Động từ. Vậy thì câu này đúng là vì ngữ đồng vị. Left over from last night. Chỗ đó là ngữ đồng vị cho tonight's supper. Ok. Now, number 6. The only entrance to the closet. Chỗ đó là ngữ đồng vị bổ nghĩa trước cho cái the door. Đã cách dấu phẩy rồi. Vậy thì, the only entrance to the closet, đóng mở ngoặc vì nó ngữ đồng vị. The door là chủ ngữ, was kept locked, động từ. Vậy thì câu số 6 đúng, đã đầy đủ subject verb. Number 7. In the cold winter, in the cold of winter, chỗ đó cùng giới từ đóng mở ngoặc. Phải, a wall heating unit. Phải, vậy thì a wall heating unit chắc chắn đóng mở ngoặc vì nó ngữ đồng vị. Could not turn on, động từ. Vậy thì câu này sai là vì nó missing subject. Câu số 8. The new tie pattern. Phải. Yellow flowers from the white background. Phải. Vậy thì nguyên cái cụm yellow flower from background đó đóng mở ngoặc vì nó ngữ đồng vị cho cái the new tie pattern. Really brightens up. Right. Really brightens up là động từ. Vậy câu này đúng là vì đầy đủ subject verb rồi. Now question 9. The high power computer là chủ ngữ. Gạch dưới một gạch. Rồi phải. The most powerful machine of its time. Phải. Vậy thì, the most powerful machine of its time nằm giữa hai dấu phẩy. Cho nên nó là ngữ đồng vị.
và chúng ta sẽ đóng ở ngoặc chỗ đó. Was finally ready for use. Vậy thì câu này không có đằng trước nó thiếu dấu phẩy chỗ the most powerful machine, cho nên câu số 9 nó sai. Đúng không? Bởi vì the most powerful machine of this time này là nó nói về cái computer đó, cho nên nó phải nằm giữa hai dấu phẩy, nhưng chỗ này mới có một dấu phẩy thôi, nó cũng sai. Để cho anh chị thấy rằng là cái phần bài tập chúng tôi đưa ra đây, nó chính là những cái lỗi tiêu biểu mà anh chị có thể gặp được, chứ chị không đơn thuần là bài tập để mình làm không. Ok? Now question 10. A long time friend and confident, phải, the psychologist, chủ ngữ, gạch dưới một gạch, was often invited, động từ gạch dưới gạch, over the Sunday dinner. Vậy thì a long time friend and confident đó là nói cho psychologist, tỷ người. Vậy thì chỗ đó chính là ngữ đồng vị bổ nghĩa trước, nằm giữa dấu phẩy, nằm cách với dấu phẩy rồi. Vậy thì câu này đã đầy đủ subject verb và ngữ đồng vị bổ nghĩa trước, cho nên câu số 10 đúng. Ok, nào chúng ta đi qua tip 4. Chúng ta sẽ di chuyển qua tip số 4. Tip số 4. Hãy cẩn thận với hiện tại phân từ. Hãy cẩn thận với hiện tại phân từ. Một hiện tại phân từ là dạng in của động từ, ví dụ như là talking, playing. Trong phần thi cấu trúc của bài thi thì hiện tại phân từ có thể gây ra sự lúng túng, bởi vì nó có thể là một phần của động từ hoặc là một tính từ. Nó là một phần của động từ khi nó phải đi kèm, tức là đứng trước nó phải là một dạng bất kỳ của động từ to be, tức là to có be cộng một cái verb in thì lúc đó nó là động từ. Ví dụ như thế này, the man is talking to his friend. Talking là hiện tại phân từ nhưng đi với is, cho nên is talking là động từ. Trong câu này, talking là một phần của động từ vì nó đi kèm với is. Được không? Một phần khác nữa là hiện tại phân từ có thể là một tính từ khi nó không đi kèm với động từ to be. Ví dụ, the man talking to his friend has a beard. Trong câu này thì talking là tính từ vì nó không đi kèm với động từ to be. Và động từ trong ví dụ trên chính là has. Được không ạ? Vậy thì câu đó đã đầy đủ subject verb rồi, thì ở giữa nó phải là tính từ thôi. Tức là bạn thấy có một subject, có một verb đằng sau thì khoảng giữa nó phải là tính từ. Tính từ là verb in. Ví dụ sau đây sẽ thể hiện một cái hiện tại phân từ có thể gây lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi như thế nào nè. Bạn xem nha. Ví dụ, the child, tới chỗ trống, playing in the yard is my son. Vậy thì chúng ta ứng dụng từ tiếp số 1, chúng ta sẽ phân tích được như thế này. The child là chủ ngữ, đến chỗ trống, playing là hiện tại phân từ. In the yard mình đóng mở ngoặc vì nó là cụm giới từ. Đúng không? Is là động từ. Đó được không ạ? À? Được không ạ? À? Vậy thì mới tiếp nè. Vậy playing, câu này nó đã có subject verb rồi. Vậy thì playing bắt buộc phải là một tính từ, vì câu này không cần động từ nữa. Lựa chọn A là lựa chọn tốt nhất vì trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Lựa chọn bò và dê là động từ nên chúng ta không chọn, vì chúng ta chọn nó sẽ dư một động từ. Được không ạ? À? Và lựa chọn C là chủ ngữ nên chúng ta cũng không chọn, vì chúng ta chọn sẽ dư chủ ngữ. Được không ạ? À? Cho nên câu trả lời tốt nhất chính là câu A. Câu A. Cái bảng sau đây này sẽ phát thảo những gì cần phải nhớ về hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ là dạng in của một động từ. Hiện tại phân từ có thể là một phần của động từ khi nó đi kèm với bất kỳ một dạng nào đó của động từ to be. Và nó là một tính từ khi nó không đi kèm với to be. Lấy ví dụ, the boy is standing in the corner. Thì is standing là vì standing đi kèm với is, như vậy thì nó là động từ. Còn ví dụ số 2 là the boy standing in the corner was naughty. Thì the boy là chủ ngữ, was là động từ rồi, thì standing là tính từ. Được không ạ? Bài tập số 4 sẽ như thế này. Mỗi một câu sau đây sẽ chứa đựng một hoặc nhiều hiện tại phân từ. Hãy gạch dưới chủ ngữ một gạch, gạch dưới động từ hai gạch, đóng khung hiện tại phân từ, gọi tên nó là một phần của động từ hay tính từ, rồi xác định câu đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ghi C, và nếu sai thì ghi Y.
Number one, the companies, chủ ngữ, gạch dưới một gạch, offering, chỗ đó là hiện tại phân từ, đóng khung. The lowest price will have, vậy thì will have là động từ, cho nên gạch dưới hai gạch, và offering phải là tính từ, adjective, và câu số 1, đúng. Number two, those travelers, chủ ngữ, gạch dưới một gạch, are completing, động từ, gạch dưới hai gạch. Their trip on Delta should report, động từ, vậy thì câu này sai là vì nó có hai động từ. Cho nên chúng ta sẽ bỏ A phía trước đó để đưa completing nó trở về thành tính từ. Right? Now number three, the artisan, chủ ngữ, were demonstrating, động từ, various handicrafts at booths throughout the fair. Vậy thì đằng sau không còn động từ nữa. Câu này có một subject, một verb. Vậy thì câu số 3 đã đúng. Number 4. The fraternities. Chủ ngữ. Gạch dưới một gạch. Are giving. Động từ. Gạch dưới hai gạch. The widest parties. Attract. Động từ. Gạch dưới hai gạch. Vậy thì câu này sai. Là vì nó chỉ một chủ ngữ mà có hai động từ. Và chúng ta sẽ bỏ A đi để đưa giving về làm thành tính từ để bổ nghĩa cho fraternities. Now, number 5, the first team, chủ ngữ, gạch dưới một gạch, winning, hiện tại phân từ, đóng khung. Four games, is awarded the championship, is awarded là động từ. Vậy câu này đã đầy đủ subject verb, winning là tính từ, cho nên câu số 5 đúng. Now, number 6, the speakers, chủ ngữ, was trying, động từ, to make his point. Was often interrupt, động từ. Vậy thì câu này có hai động từ, chỉ một chủ ngữ, cho nên nó sai. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái was phía trước đó để đưa trying nó về thành tính từ. Now number 7, the fruits, chủ ngữ, were rotting, động từ, because of the moisture and the craze, carrying them to the market. Carrying là tính từ rồi, để bổ nghĩa cho the craze. Vậy thì câu này đã đầy đủ subject verb, cho nên câu số 7 đã đúng. Câu số 8, any students, là chủ ngữ, designing, là hiện tại phân từ, official transcript, should complete, chỗ đó là động từ, vậy câu này đã đầy đủ subject verb, và designing sẽ là tính từ. Câu số 8, đúng. Number 9, the advertisements, chủ ngữ, were announcing, động từ, a half day say, receipt, động từ, vậy thì câu này sai là vì nó có hai động từ, nhưng chỉ có một chủ ngữ. Và chúng ta sẽ bỏ were ở phía trước để đưa announcing về thành tính từ. Câu số 9 sai. Now, number 10. The spices, chủ ngữ, flavoring, hiện tại phân từ, đóng ngoặc nó rồi ha. The meal were quite distinctive. Were là động từ. Câu này đã đầy đủ subject verb thì flavoring phải là tính từ. Cho nên câu số 10 đã đúng. Đó, anh chị thấy tới đây rồi. Tôi vẫn chưa có... lúc làm bài từ câu 1 đến câu 10 là tôi hoàn toàn không chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mà anh chị cố gắng, anh chị nào mà chưa nắm chắc thì mình quay lại cái lý thuyết, mình coi lại một lần và mình cứ ứng dụng như vậy. Và cái xuyên suốt cái 60 tip này của tôi trong cái phần lý thuyết này đó là nó bổ trợ cho nhau, quyện vào nhau để phân tích một câu và chọn câu trả lời đúng nhất. Ok? Tất nhiên chúng tôi sẽ có những cái phần cho anh chị luyện tập để anh chị nhuần nhuyễn cái 60 cái mẹo đó. Ok. Chúng ta đi qua tip số 5. Tip số 5, hãy cẩn thận với quá khứ phân từ. Hãy cẩn thận với quá khứ phân từ. Một quá khứ phân từ có thể gây ra sự lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi là bởi vì một quá khứ phân từ có thể là một phần của động từ hoặc một tính từ. Nó là một phần của động từ khi nó xuất hiện cùng với động từ to be hoặc là have. Và thường là nó có cái phần đuôi của nó là ed, quá khứ phân từ kết thúc bằng ed. Nhưng cũng có một số dạng là động từ bất quy tắc. Cho nên anh chị sẽ tra ở cột số 3 của bảng động từ bất quy tắc. Tôi lấy ví dụ như thế này. The family has purchased the television. Purchase ed là quá khứ phân từ, nhưng đi với has, vậy thì has purchased là động từ. Ví dụ khác, the poem was written by Paula. Written là quá khứ phân từ, và đi với was, vậy thì was written là động từ. Ok?
Vậy thì trong câu đầu tiên, quá khứ phân từ purchase đi kèm với động từ nên nó là động từ. Và trong ví dụ thứ hai thì quá khứ phân từ written đi với was cho nên nó cũng là một động từ. Được không ạ? Đi tiếp nhé. Quá khứ phân từ là một tính từ khi nó không xuất hiện cùng với động từ have hoặc là be. Ví dụ nào, the television purchased yesterday was expensive. Và the poem written by Paul appeared in the magazine. Vậy thì trong ví dụ đầu tiên, purchase là một tính từ vì nó không đi kèm với động từ have hoặc là be. Vì câu này đã có động từ was ở phía sau rồi. Còn trong ví dụ thứ hai, written là một tính từ vì nó không đi kèm với động từ have và be. Câu này nó đã có động từ appear ở phía sau. Được không? Chúng ta đi qua phần ví dụ nhé. Ví dụ sau đây thể hiện cách là làm thế nào mà một quá khứ phân từ có thể gây lúng túng trong phần thi cấu trúc của bài thi. Ví dụ như thế này. The packages đến chỗ trống mailed at the post office will arrive on Monday. Vậy thì câu A have, câu B were, câu C done và câu D là just. Thì trong ví dụ này, the packages là chủ ngữ, mail là quá khứ phân từ, at the post office là cụm giới từ, chúng ta đóng mở ngoặc chỗ đó nhé. Will arrive là động từ. Vậy câu trên không cần chủ ngữ nữa. Câu trên đã có chủ ngữ và có động từ cho nên nó không cần chủ ngữ nữa và cũng không cần động từ luôn. Nên câu A và câu B đều không được lựa chọn. Đúng không? Đều không được lựa chọn là vì câu A và câu B đều là động từ cho nên không chọn vì mình không cần nữa. Câu C là tân ngữ cũng không được lựa chọn. Ok? Là vì lý do là tân ngữ theo cái tip số 3, số 2 của mình là tân ngữ chỉ đứng sau động từ và sau giới từ. Đúng không? Chỗ này không cần. Nên D, just là một trạng từ đứng trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ và nó chính là lựa chọn tốt nhất. Được không ạ? À? Tức là chúng ta, anh chị thấy không? Từ đầu đến giờ tôi đang tiếp cận đến giờ này là tip số 5 rồi. Nhưng mà phần lý thuyết này là tôi giảng bằng tiếng Việt thôi. Cho đến lúc anh chị làm bài là anh chị nhìn vô là phân tích được thôi. Đúng không? Và đến cuối cái tip này thì tôi có đưa ra một số cái đuôi của từ để anh chị nhận ra khi nào là động từ, khi nào là tính từ, khi nào là danh từ. Anh chị chỉ cần nhìn cái đuôi đó là anh chị biết nó là loại từ gì, là hầu như nó đến 90% là nó đúng. Và nó giúp cho anh chị rất nhiều. Và mình làm bài tiếng Anh là mình hiểu chứ mình tránh bớt cái phần dịch đi. Mình chuyển ngữ như vậy nó sẽ rất lâu. Ok. Cái bảng dưới đây nó sẽ phát thảo những gì cần nhớ về quá khứ phân từ. Một quá khứ phân từ thường tận cùng bằng ed, nhưng nó cũng có một số động từ bất quy tắc. Đối với một số động từ thì bao gồm động từ kết thúc bằng ed thì nó sẽ có dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ giống như nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Dạng ed, khi nào anh chị thấy dạng ed của một động từ thì nó có thể là thứ nhất là quá khứ đơn. Ví dụ she painted this picture. She chắc chắn là chủ ngữ, painted, tiếp theo đó nó phải là động từ thôi. Vì đọc tiếp nữa là đâu còn động từ nữa, cho nên painted phải là động từ, vậy lúc đó nó là simple past. Dạng thứ hai là động từ ở quá khứ phân từ, như là she has painted this picture. Thì painted là quá khứ phân từ, nhưng đi với has nó bắt buộc phải là động từ. Và thứ ba nó là tính từ, the picture painted by Karen is now in the museum. Đúng không? Vậy thì the picture là chủ ngữ, painted là quá khứ phân từ, by Karen đóng mở ngoặc, is là động từ. Vậy thì chỗ đó nó phải bắt buộc phải là tính từ thôi, là vì câu đó nó đã có chủ ngữ và động từ rồi. Vậy tới đây có thể tóm tắt tip số 4 và tip số 5 như thế này. Một câu đã có subject, có verb rồi thì khoảng giữa đó phải là tính từ. Tính từ một là verb in, hai là verb ed. Tức là verb in là tiếp số 4, verb ed là tiếp số 5. Được không? Rõ ràng lắm rồi. Chúng ta qua phần bài tập nhé.
Bài tập số 5. Mỗi một câu sau đây chứa đựng một hoặc nhiều quá khứ phân từ. Hãy gạch dưới chủ ngữ một gạch, gạch dưới động từ hai gạch, đóng khung quá khứ phân từ và gọi chúng là tính từ hay động từ rồi xác định câu đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ghi là C và nếu sai thì ghi là Y. Được không? Và... Câu số 1. The money was offered by the client was not accepted. Thì anh chị thấy là the money là chủ ngữ, was offered là động từ, by the client đóng mở ngoặc, was not accepted, động từ. Câu này có hai động từ cho nên sai. Và chúng ta phải bỏ cái was phía trước để trả offered về làm thành tính từ bổ nghĩa cho money. Number 2. The car listed in the advertisement had the already stolen. Vậy thì mình mới thấy the car là chủ ngữ, had already stolen là động từ rồi. Vậy thì câu này đã đầy đủ subject verb thì listed đó là tính từ. Cho nên câu số 2 đúng. Number 3. The chapters were taught by professor this morning will be on next week's exam. Vậy thì mình mới nhìn vô mình thấy câu này có were taught và will be là hai động từ cho nên câu này sai rồi. Và mình sẽ bỏ were đằng trước để đưa taught về thành tính từ. Ok? Now number 4. The loaves là chủ ngữ. A bread đóng mở ngoặc. Were baked là động từ. In the brick oven đóng mở ngoặc. At the low temperature đóng mở ngoặc. For many hours đóng mở ngoặc. Vậy thì câu này có một subject và một verb cho nên đúng rồi. Number 5. The pops, chủ ngữ, were reached, động từ, by sailor, đóng mở ngoặc, were, động từ. Vậy thì câu này sai rồi, bởi vì có hai động từ. Cho nên chúng ta sẽ bỏ cái were phía trước để trả reach cho về thành tính từ. Ok, câu số 5 sai. Now number 6, those, là chủ ngữ này, suspected, quá khứ phân từ, in the string, đóng mở ngoặc, of robberies, đóng mở ngoặc, were arrested là động từ. Câu này đã đầy đủ subject verb rồi. Thì cái suspected đã phải là tính từ. Cho nên câu số 6 nó đúng. Number 7. The pizza, chủ ngữ, is served, động từ. In this restaurant, đóng mở ngoặc, is, động từ. Câu này nó có hai động từ cho nên nó sai. Cho nên phía trước chúng ta phải bỏ is đi để đưa served nó về thành tính từ. Câu số 7 sai. Câu số 8 nhé. The courses, chủ ngữ, are listed, động từ, on the second page, đóng mở ngoặc, of the brochure, đóng mở ngoặc, have là động từ. Vậy thì câu này sai là vì có hai động từ. Cho nên chúng ta phải bỏ A phía trước đó để trả listed về thành tính từ. Now number 9, on the tenants, chủ ngữ, will invite, động từ, to the Independence Day barbecue, đóng mở ngoặc, at the departure. An apartment complex, đóng mở ngoặc. Vậy thì câu số 9 đó đúng là vì có một chủ ngữ, một động từ. Câu số 10. Any bills, chủ ngữ, paid, quá khứ phân từ, by the first, đóng mở ngoặc, of the month, đóng mở ngoặc, will be credited, động từ, to our account, đóng mở ngoặc, by the next day, đóng mở ngoặc. Vậy thì câu số 10 đúng là vì có một chủ ngữ, một động từ và paid sẽ là tính từ. Ok? Và chúng tôi sau đó sẽ có bài tập cho anh chị ôn tập từ chip 1 cho đến chip 5 và anh chị cứ làm lần lượt ha. Và tôi sẽ gửi kèm theo đây luôn đó là những cái tiếp vĩ ngữ, tức là phần đuôi của câu đó nó có, anh chị nhìn vô là anh chị biết nó danh từ, động từ hay tính từ. Dần dần chúng ta sẽ làm quen. Và khi anh chị làm được quen với cái cách của tôi như vậy rồi thì anh chị làm bài thi đại học sẽ dễ, và làm bất kỳ một bài thi nào cũng dễ. Gặp phần cấu trúc là sẽ rất dễ. Hy vọng là phần tip 1 cho đến tip 5 này của tôi giúp ích cho anh chị rất nhiều. Ok, và lần tới thì chúng tôi sẽ cung cấp tiếp là về những cái mẹo về cấu trúc song song. Đó là những cái mà chắc chắn có trong bài thi. Ok, thank you.